Samaya Kagantha Banaga Tithanta Santikeyang Muniwaha Wachanang Sa Tavome Sunantu Thammas Sawanakalo Ayam Padanta Thammas Sawanakalo Ayam Padanta Thammas Sawanakalo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Rudiyampi Buddham Saranam Gacchami Rudiyampi Dhammam Saranam Gacchami Rudiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Itipiso Bhagava Arahaṃ Sammā Sambuddho Vicca Jagana Sampanno Sugato Lokaviru Anuttaro Purisa Dhammasa Pratisattha Deva Manussanaṃ Buddho Bhagava Tinatti me saranaṃ anyaṃ Buddho me saranaṃ varaṃ Etena Sanjavat Jena ho tu me jaya mangalam uttamangena vandeham padapam sum varuttamam buddheyo talito doso buddho kamatutang mamam swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattam veditabbo vinyuhi tinatti me saranam anyam dhammo me saranam varam etena satchavat jena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham Dhammaṃ ca duvidhaṃ varaṃ dhammeyo kalito doso dhammo kamatutaṃ mamaṃ suppatippanno bhagavato savaka saṅgho ujjupatippanno bhagavato savaka saṅgho ñāyapatippanno bhagavato savaka saṅgho Samijjipatippanno bhagavato savaka saṅgho yadidaṃ cattāri purisa yugāni attha purisa puggala eisa bhagavato savaka saṅgho āhunaiyo pāhunaiyo dakkhinaiyo anjalikaraniyo anuttaraṃ puṇyakkhettaṃ lokassa Tinatti me saranam anyam saṅgho me saranam varam etena sanchavacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham saṅghaṃ ca duvidhottamam saṅgheyo kalito doso saṅgho kamatutaṃ mamaṃ vandāmi ceti yaṃ sap Bang sabbathane supatitthitaṃ sāririkathā tu mahābodhiṃ buddharūpaṃ sakalaṃ sadā sambuddhe attavīsaṃ ca dvādasaṃ ca sahas sakke pañcasatasahas sāni namāmi sirasā aham Tesaṃ dhammaṃ ca saṅghaṃ ca ādarena namāmihaṃ
Namakara nupawe nahamtwa sabbe upatawe aneka antaraya piwinas santu ase sato sambutte panja panya sanja jatuhi sati sahas sakeda sasata sahas sani namami sirasa Ahang te sang tham manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hang namakara nu pa we na ham toa sabbe upatta we aneka antaraya piwinasantu ase sato sambutte na butta rasate atta chat Tali sa sahas, sa kewi sa tisata sahas, sa ni na mami sirasa. Ahang te sang tham manh cha sang khanh, cha adare na na mami hang. Namakara nupa we na ham toa, sabbe upatta we aneka, antaraya piwinas, santu ase sato. De purati maya disanya satta awega sukhi hontu sabbe purati maya anudisanya satta awega sukhi hontu sabbe dankhina yadisanya satta awega sukhi hontu sabbe dankhina yanudisanya satta Awega sukhi hontu sabbe paccima yadisa yasatta Awega sukhi hontu sabbe paccima yanudisa yasatta Awega sukhi hontu sabbe uttara yadisa yasatta Awega sukhi hontu sabbe uttara Raya nudisa ya satta awera sukhi hontu sabbe uparimaya disa ya satta awera sukhi hontu sabbe hetti maya disa ya satta awera sukhi hontu sabbe satta awera hontu sukhita hontu nidukkha hontu appajjapatta Cha hontu anika, hontu dika, yuka, hontu aroga, hontu sampati, hisamit, chantu sukhi, attanang, pariharantu dukkha patta, janit dukkha, paya patta, janit paya, soka patta. Ta chani so ka hon tu sap de pi pa mi no akasattha cha kummattha devanaya mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang akasattha cha kummattha devanaya mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu Khang tu no garu akasattha cha kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chiranga khang tu nyatayo akasattha cha kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chiranga khang tu panino Akasattha cha kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang watano punyang asakwa kaya wahang o tu anagate kale sathu sathu dạ thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học huy diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ, con kính dâng mic đến. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Mạng ạ. Nam mô Sang Khai ạ.
Xin chào các học viên. Giờ hôm nay chúng ta kính sẽ anh lễ sư ạ. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần tâm đạo. Lokuttara citta, tâm siêu thế trong phần tâm đạo Magga citta. Hôm trước là mình đã học tới phần cách thức tu tập thiền Vipassana. Mình đã nói xong về bốn niệm xứ, về 10 phiền não của thiền quán, của thiền Vipassana, 10 loại tệ quán theo Abhidhamma Sangha. Hôm nay thì chúng ta tìm hiểu tiếp hai mục còn lại của phương pháp tu tập, đó là 16 tệ quán theo Visuddhimagga, thanh tịnh đạo, và 10 điều kiết sử, Sanyojana. Đây là 16 loại tuệ minh sát. Thì trong số các loại 16 loại này thì cũng có các loại tuệ nó trùng với 10 tuệ ở trên đây. Nhưng mà vì cái cách đề cập khác nhau thôi, có thể trước sau, với nhiều ít với hơn nhau. Ở trong thanh tịnh đạo thì trình bày đến 16 loại. Thứ nhất đó là tuệ phân biệt danh sắc nama rupa pariccheda ñana, tức là người có được cái tuệ này đó là họ có thể phân biệt được đâu là danh, đâu là sắc, không có bị lẫn lộn trong tu tập. Thứ hai đó là duyên đạt tuệ paccaya parik, thứ hai nhà nã. Duyên đạt tuệ ở trong trường hợp này đó là chỉ cho trí tuệ mà thấy được cái danh và sắc sanh khởi, đó là do nhân duyên, tức là theo lý duyên sinh, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Duyên đạt tuệ tức là có được cái trí thấy được các pháp nó sanh khởi, có cái nguyên nhân của nó. Thứ ba đó là phổ cập tuệ, hay là có bản thì người ta dịch là phổ thông tuệ, hay là còn dịch là tuệ thấy về tam tướng. Sammasana ñana, tam tướng ở đây phổ cập tuệ, trí phổ thông ở đây đó là chỉ cho tuệ, trí tuệ mà thấy được cái danh và sắc đó là vô thường, khổ và vô ngã, thì mình đã gọi là phổ cập tuệ, tức là phổ thông. Thứ tư đó là sanh duyệt tuệ Udiyappiya ñana, là trí mà thấy được sự sanh diệt của danh và sắc, là nó sanh lên rồi nó diệt đi như thế nào, thì trí này là thấy được cái đó. Thứ năm đó là diệt một tuệ phân cát ñana, ở trên thì thấy được sanh diệt, nhưng mà dưới đây thì chỉ thấy được diệt thôi. Thật ra là mỗi một giai đoạn tuệ, tức là nó được phát triển, chứ không phải là ít đi. Nhưng ở đây nó thấy được cả hai, sanh và diệt. Nhưng mà so với cái mức độ thấy để nó rõ, thì nó không có bằng ở cái tuệ thứ năm. Mặc dù tuệ thứ năm thì chỉ thấy được đó là sự diệt của danh pháp và sắc pháp, nhưng mà nó thấy rõ ràng hơn. Đây, nó thấy rõ ràng hơn, nó giống như là chúng ta sử dụng đèn pin để chúng ta rọi nhìn một cái gì đó, soi nhìn một cái gì đó. Thì thí dụ như là nếu mà cái đèn nó càng rõ
thì mình thấy nhìn thấy cái vật đó nó rõ hơn. Còn nếu mà cái đèn nó bị mờ, cái đèn nó sắp hết pin mình cũng thấy, nhưng mình thấy nó là mờ, thì cái tuệ thứ tư và thứ năm nó khác nhau vậy. Thứ sáu đó là khinh uy tuệ phải giả nhàn á. Khinh uy tuệ tức là khi mà thấy được sự sanh diệt của sanh, của danh và sắc. Tại thông thường đó là mình nghĩ đó là cái danh và sắc này đó là thường, là thường hằng, là của ta. Và cho nên đến khi mà người tu tập mà thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc á, thì là lúc bây giờ đó là sanh cái tâm kinh cảm. Giống như là hôm trước cái thí dụ mà một người mẹ có ba người con và phạm tội, và đức vua đã giết cái, đem đến, đã cho người đem đến xử trảm cái người con đầu tiên, thì người mẹ thấy như vậy là cảm thấy kinh sợ và nghĩ đó là sau khi người con thứ nhất bị chém xong thì người con thứ hai đó là cũng đang đưa vào để chém, rồi người con thứ ba đó là cũng sẽ bị chém. Dạ, thì tương tự trí mà thấy, khi mà thấy được sự sanh diệt rồi đó, thì thấy được, thấy ngay cái danh và sắc này đó là cảm thấy kinh cảm, không còn cái tâm mà dính mắc chấp giống như trước đây nữa. Thứ bảy là tội quá tuệ, đi nó quá nhà nát, tức là khi mà thấy khi mà trí thấy được cái trí thấy được cái sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp, thì trước đây đó là hành giả nghĩ đó là cái danh pháp, cái sắc pháp năm uẩn, ví dụ như là có sắc uẩn chẳng hạn, mình chấp thủ vào nó là vì trong kinh nói đó là sĩ người ta chấp thủ vào cái thân năm uẩn là vì trong đó có sắc uẩn chẳng hạn, nó có cái vị ngọt của nó làm cho người ta bị đam mê. Nó giống như là thí dụ như là ở bên ngoài sĩ, thí dụ như là bây giờ người ta có xu hướng đó là nghiện game, các cháu nhỏ nghiện game, thì ở trong game đó nó phải có cái sự thu hút, cho nên người ta mới nghiện, người ta mới đam mê. Nhưng mà đến khi ví dụ như là cái người mà nghiện game mà sau này họ, hoặc là nghiện xì ke ma túy chẳng hạn, sau này mà khi mà họ cải thiện được, tức là cai nghiện được, khắc phục được, thì họ thấy rất họ sợ và họ thấy được cái sự nguy hiểm của nó và không có dám gần nữa. Thì cái tội quá tuệ nó là như vậy, tức là thấy được cái sự nguy hiểm của nó, thấy được sự nguy hiểm của danh và sắc, vì nó có sự vô thường, khổ, vô ngã, không giống như là mình nghĩ, là ta, là của ta. Rồi cái thứ tám đó là yếm ly tuệ, nipida nhana. Yếm ly ở đây, cái chữ nipida ở đây tức là nhàm chán. Trước đây là thích thú, nhưng mà bây giờ khi mà thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã của danh và sắc á, là bị hành giả có sự nhàm chán. Nhàm chán giống như là ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ giống như là cái con sư tử hoặc là loài voi chúa mà mình, nó quen sống ở cái rừng hoang dã, nó muốn đi đứng chạy nhảy gì đó theo cái sở thích của nó,
mà bây giờ thì mình bắt nó mình nhốt trong cái chuồng, cho nên cho dù cái chuồng đó mình có làm bằng inox đẹp như thế nào, làm bằng vàng bạc đẹp như thế nào, nó cũng không thích, nó cảm thấy chán. Thì hành giả khi mà có được cái hiểm ly tuệ á, thì sẽ thấy có sự nhàm chán đối với cái danh pháp và sắc pháp, đối với thân này. So với trước đây á, thí dụ như là nếu mình có cái phước, một cái phước về mặt sắc đẹp, thì chúng ta sẽ có cái tâm dính mắt và rất thích với cái sắc đẹp của mình. Nhưng mà đến khi vị hành giả mà chứng được cái tuệ này rồi thì thấy cái sắc đẹp nó không còn quý nữa. Giống như là trường hợp chúng ta xem cái trường hợp của nàng Tỳ Khuni Rupananda, là một trong những vị lúc mà còn tại gia cư sĩ, là một trong những công chúa có sắc đẹp và là em họ với Đức Phật, tức là cùng cha khác mẹ. Đức Phật thì ngài là con của đức vua Suddhodana với hoàng hậu Maya, còn công chúa Rupananda là con của đức vua Đình Phạn, nhưng mà là tình Suddhodana, nhưng mà lại với hoàng hậu Mahaprajapati Gotami. Rồi sau này đến khi Đức Phật ngài được giác ngộ, ngài trở về tế độ gia quyến, thì nhiều người người ta ra đi xuất gia. Thì trong khi nhiều người ra đi xuất gia như vậy, thì công chúa Rupananda mới nghĩ là vì anh em ai người ta cũng ra đi xuất gia, mình không đi thì nó cũng kỳ. Dạ, thì cô cũng đi xuất gia, nhưng mà không phải đồng vì niềm tin nơi giáo pháp, nơi Đức Phật, mà chỉ vì nể thân mình quyến thuộc thôi. Nhưng mà đến khi xuất gia xong, cô nghe người ta nói ra lực Phật thường hay khiển trách về cái sắc thân này. Ví dụ như là nói về sắc thân này là hôi thối, không đáng để mình dính mắt nó. Do vậy cho nên cô xuất gia xong rồi không có đi nghe pháp. Mãi cho đến một ngày nọ, vì nghe các vị đồng phạm hạnh khen về Đức Phật thuyết pháp hay, có giọng nói rõ ràng gì đó, cho nên cô cũng tới thử xem coi như thế nào. Thì đến khi mà đi thì cô cũng đứng xa xa, cũng không có dám vào ngồi trực tiếp. Nhưng mà Đức Phật ngài biết cái tâm của Tỳ Kheo Ni Rupananda này, thì cho nên lúc bây giờ ngài dùng thần thông, ngài hóa ra một cô thiếu nữ rất là đẹp đứng kế bên ngài để quạt hầu. Thì cô này vì bản thân đó là chú trọng về cái sắc đẹp của mình, cho nên đến khi mà mới đầu thì dự định đứng xa thôi. Nhưng bây giờ vào mà thấy cái người đứng hầu quạt Đức Phật đó đẹp quá, cho nên cũng tiến lại gần để nhìn cho nó rõ. Thì trong khi mà cô đang chăm chú nhìn cái sắc đẹp của cô gái này, thì Đức Phật ngài dùng cái thần thông đó là làm cho một cô gái thiếu nữ đang xinh đẹp, đang quạt hầu ngài, rồi trở nên già đi, tóc bạc chen nhang, và nằm té xuống trước mặt cô. Thì lúc giờ cô mới giật mình, cô mới suy nghĩ đó là cô này mới lúc nãy này đẹp hơn mình rất nhiều, mà bây giờ cái thân này nó trở thành già đi, có da nhăn nheo, lưng còm nữa hả? Dạ. Thì lúc giờ cho cô thấy đó là có cái sự suy nghĩ đến cái sự vô thường về cái sắc thân này. Và nhân đó Đức Phật ngài thuyết pháp cho cô nghe và chứng được thánh quả tu độ bờ. Thì khi mà hành giả tu tập mà có được cái Nipida Ñāṇa, tức là sẽ thấy được cái sự nhàm chán, có sự nhàm chán đối với cái sắc thân này, đối với danh pháp và sắc pháp này mà trước đây mình đã từng chấp giữ. Thứ chín đó là dục thoát tuệ, gọi là mun chi túc cầm giá ta nhà nát. Dục thoát tuệ ở đây tức là khi mà mình nhàm chán thì sẽ mong muốn đó là thoát khỏi
cái sự trói buộc của danh sắc đó. Ở trong thỉnh đạo, ví dụ giống như là mình đang ở trong một cái căn nhà đang cháy và mình thấy sợ hãi và mình tìm cách để mình chạy ra khỏi cái căn nhà đó. Hoặc là giống như là chúng ta thấy con rắn mà nó bắt được con ếch, con nhái không? Ở Sài Gòn này chắc mình khó thấy, nhưng mà ở dưới quê ngày xưa thỉnh thoảng mình thấy. Nhưng là lúc mà có trời mưa chẳng hạn, thì chúng ta thấy là rắn khi mà nó bắt được con ếch, con nhái, đó là con ếch và con nhái, con đó là nó vùng vẫy. Nó vùng vẫy để thoát khỏi cái miệng của con rắn đó. Và bây giờ thỉnh thoảng chúng ta lên YouTube, chúng ta có những clip chúng ta cũng thấy như vậy. Tức là nó cố gắng vùng vẫy để nó thoát khỏi cái miệng của con rắn. Hoặc là chúng ta thấy những con thú mà nó mắc bẫy, thì nó cũng cố gắng vùng vẫy để nó thoát khỏi cái bẫy đó. Thì như thế nào? Vì hành giả mà có được dục thoát tuệ thì cũng mong mỏi để thoát khỏi cái sự trói buộc của danh sắc là cũng vậy. Thứ 10 đó là quyết ly tuệ tí sang kha rá nhà má. Thì khi mà mong mỏi để thoát khỏi được cái sự trói buộc của danh và sắc á, thì lúc giờ đó là vị hành giả mới nỗ lực đó là quan sát thêm nữa để thấy được cái cái sự vô thường khổ vô ngã của danh và sắc. Tức là để thấy được, làm cho cái trí nó phát triển, thấy được rõ hơn nữa. Thấy được rõ hơn nữa. Và khi mà trí mà thấy được rõ ràng hơn so với các trí mà ở các bậc thấp mà mình trình bày lúc nãy đó, thì lúc giờ hành giả sẽ có được thêm một cái loại tuệ nữa, đó là hành xả tuệ. Tức là trước đây làm là mình cũng đã từ bỏ, cũng có sự nhàm chán, tức là các loại trí đó nó cũng có vai trò đó. Nhưng mà để dứt khoát đến cái hành xả tuệ thì nó chưa có. Nhưng mà sau cái quyết ly tuệ đó, tức là sau khi phát triển cái trí để thấy rõ được thêm về sự vô thường khổ vô ngã của sắc pháp, thì lúc giờ hành giả không có còn dính mắc nữa, và tâm cũng không còn nôn nóng ở giai đoạn mà dục thoát tuệ, thì tâm muốn được giải thoát liền vì thấy mình đang bị trói buộc trong danh và sắc, giống như đang ở trong cái căn nhà đang cháy. Tức là vẫn thấy là sao, mình đang ở trong nhà căn nhà đang cháy. Nhưng mà đến khi bị hành giả có được hành xả tuệ á, thì lúc giờ tâm nó ổn định lại. Tức là hành giả chỉ thấy là sao, cái đó là sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp khi mà nó có cái nhân duyên. Cho nên là lúc giờ hành giả bình thản. Ở trong thanh tịnh đạo, thí dụ đó là giống như là một người đàn ông mà có được người vợ đẹp, và người đàn ông này rất là cưng chiều vợ, muốn gì cũng được. Nhưng mà một ngày nọ thì khi mà người đàn ông này phát hiện người vợ mình đó là nói chuyện hoặc là nằm ngủ đi cùng với một người đàn ông khác, thì lúc giờ người đàn ông này cảm thấy chán nản và quyết tâm là từ bỏ cái người vợ đó. Thì đó là giai đoạn của hành xả tuệ. Và thứ 12 đó là thuận thứ tuệ. Thuận thứ tuệ tức là sau từng giai đoạn phát triển của trí tuệ để thấy được danh sắc là vô thường, và hành giả đã không còn chấp thủ đối với nó, thì lúc giờ đó là thuận thứ tuệ. Ở đây đó là chấp nhận
xuôi theo cái các loại tuệ đã có được, là không có còn không có còn phản kháng lại. Nó giống như là một bộ luật đã được soạn một cách hoàn hảo bởi các vị quan đại thần, và các vị quan đại thần đó đem đến trình cho đức vua. Và lúc giờ thì đức vua vì thấy cái bộ luật này nó đã quá hoàn hảo cho nên không cần có ý kiến gì nữa, mà chỉ đặt bút vào đó là sao, là ký, là ký chấp nhận thuận theo đó. Thì đó là mười tuệ thứ 12. Thứ 13 đó là chuyển tộc tuệ, là đây là giai đoạn mà chuyển từ phàm sang thánh. Mặc dù chuyển tộc tuệ thì nó vẫn là cái trí của người phàm phu, vẫn thuộc về tâm dục giới. Nhưng ở đây nó giống như là cái vùng biên giới giữa quốc gia này với quốc gia khác. Nó giống như là cái vùng biên giới. Ví dụ như là mình giáp với Campuchia, giáp với Trung Quốc gì đó. Cái chuyện tộc tuệ thì nó ở cái giáp với vùng biên giới đó. Chỉ cần thay đổi một cái là mình trở thành bậc thánh. Ở trong thanh tịnh đạo, thí dụ cái chuyển tộc tuệ nó giống như là, thí dụ như là có một cái ao và mình đang đứng ở cái bờ bên này, và mình đang phóng qua cái bờ bên kia. Thì giai đoạn mà mình từ bờ bên này mà mình đang phóng nhưng mà mình chưa đến bờ bên kia, thì trong giai đoạn đó là giai đoạn chuyển tộc tuệ. Và cho đến khi nào mình bước chân đến bờ bên kia thì cái đó là giai đoạn của bậc thánh, là đạo tuệ. Đạo tuệ. Sau đạo tuệ thì theo cái thầm mát ni giam mát, tức là quy luật của pháp đó, là tức là hãy sao tâm nào là tâm quả sanh khởi, không có gián đoạn về mặt thời gian. Mà trong kinh tụng là mình hay thường mình trong cái phần tán dương ân đức pháp đó, trong phần nói về ân đức pháp đó, mình có cái chữ là akaliko, tức là không chờ ngày giờ, chỉ cần tâm nào sanh khởi là lập tức tâm quả sẽ sanh khởi. Thì đó là cái tuệ thứ 15. Cái tuệ thứ 14 đạo tuệ đó là có vai trò đó là sắc trừ phiền não. Sắc trừ phiền não, ví dụ như là nếu là từ người phàm phu và chứng đắc được thánh quả tu đồng bằng, thì cái đạo tuệ này, đạo tuệ này nó sẽ sắc trừ ba điều kỹ sử, đó là thân kiến, hoài nghi và giữ cấp thủ. Và đạo tuệ sanh khởi thì nó làm cho muội lược đi. Nó giống như là ví dụ như là ngọn lửa đang cháy, đó là phiền não. Khi mà đạo tuệ sanh khởi thì giống như là người ta đem nước để dập tắt. Thì người ta dập tắt nó, tìm cách để dập tắt nó. Rồi sau đó cái, thì sau khi mà đã dập tắt xong rồi á, giống nó chỉ còn lại cái hơi nóng, hơi nóng. Thì cái đạo tuệ nó sanh khởi, nó làm nguội lược đi cái phiền não đó. Làm nguội đi cái hơi nóng đó. 16 đó là phản kháng tuệ, tức là cái này trí mà xem xét lại các đạo quả đã được chứng đắc. Cái này thì cái phản kháng tuệ này đó là dùng tâm đại thiện hoặc là tâm đại tố, nghĩa là bậc thánh A-la-hán, để xem lại
xem lại cái đạo quả mà mình đã chứng đắc được. Thì đó là nói về 16 loại tuệ theo ở trong thành đạo. Thì trong 16 loại tuệ này á, từ 1 đến 13 là tuệ của người phàm phu, vẫn còn phàm phu. Chỉ có 14, 15 đó là của bậc thánh. 16 đó là phản kháng tuệ này thì cũng dùng cái tâm đại thiền nên cũng là của phàm phu. Còn nếu bậc thánh A La Hán thì dùng tâm đại tu. Rồi 10 điều kiết sử. 10 điều kiết sử. 10 điều kiết sử tức là có thân kiến, hoại nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và môn vinh. Trong thân kiến tức là chấp cái thân ngũ uẩn này cho là ta, là của ta. Thì khi mà bậc thánh tu đồ, khi mà người tu tập chứng đắc được bậc thánh tu đồ quần á, thì không có còn chấp là ta, là của ta nữa. Dạ. Tức là người ta biết rõ cái thân này không phải là của ta. Mặc dù vậy thì vì cái phiền não khác á, nó vẫn còn. Cho nên nếu mà có điều kiện thì cái phiền não khác nó vẫn có sanh khởi. Ví dụ như là chúng ta thấy trong chú giải Pháp Cú Kinh, trong trường hợp bà đại tín nữ Misakha, hay là lúc mà người cháu của bà mất, hoặc là ông trưởng giả Anathapinika, ông cấp cô độc, khi mà người con gái của ông mất thì ông cũng khóc. Mà ở trong chú giải nói khóc mà khóc nhiều nữa đó, tức là Asumukhorodang, khóc với mặt đầy nước mắt rồi đi đến gặp Đức Phật. Dạ. Thì giờ chúng ta thấy sao, tại sao họ là bậc thánh tu đồ hoàng mà họ vẫn khóc? Họ biết là cái thân này nó không phải là của tha, nó là vô thường, khổ, vô ngã rồi, nhưng mà tại sao họ vẫn khóc? Là vì sao? Là vì cái khóc đó, nếu mình tính theo quy diệu pháp ở đây, nó là tâm sân. Thì bậc thánh tu đồ hoàng á, tâm sân chưa đoạn trừ được. Bậc thánh tu đồ hoàng á, vẫn còn dục ái, cái tâm dính mắc nó vẫn còn. Tâm dính mắc vẫn còn. Cho nên chỉ cần có điều kiện thì cái phiền não nó bộc phát thôi, một cách tự nhiên. Còn cái nào mà đã đoạn trừ rồi, chỉ cái nào nó đoạn trừ rồi thì nó không có sanh khởi nữa. Thứ hai đó, hoài nghi, tức là không còn hoài nghi đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, đối với các điều học trong việc thọ trì giới, đối với vấn đề nghiệp báo chẳng hạn. Giới cấm thủ tức là đoạn trừ được cái những cái phương pháp tu tập sai. Ví dụ như là cái phương pháp tu tập bằng cách thờ lửa, phương pháp tu tập bằng hình thức khổ hạnh, phương pháp tu tập bằng ví dụ như là trong bài kinh hạnh con chó, người ta tu theo hạnh con bò, hạnh con chó, với nghĩ là làm như vậy thì sẽ giúp mình đạt được sự giải thoát, ví dụ vậy. Hoặc là xuống tâm sông hàng tâm vào mùa đông lạnh như vậy, chẳng hạn vậy. Thì bậc thánh tu đồ hoàng thì sẽ không làm như vậy nữa. Thứ tư đó là dục ái, và thứ năm là sân hận. Dục ái tức là còn dính mắc đối với cái đời sống gia đình. Tức là bậc thánh tu đồ hoàng á, vẫn lập gia đình bình thường. Chúng ta thấy ví dụ như trường hợp bà đại tín nữ Visakha là 7 tuổi là bà đã chứng được thánh quả tu đồ hoàng. Nhưng mà đến khi 16 tuổi thì bà có gia đình. Rồi bà sống với người chồng của bà, đó là bà có đến 20 người con, đó là theo ở trong chú giải Pháp Cú Kinh. Tức là bà có 10 người con trai, 10 người con gái. Dạ. Như vậy cho mình thấy là bậc thánh tu đồ hoàng á, họ vẫn sống ở đời sống có gia đình bình thường, không có gì cả. Dạ. Nhưng mà bắt đầu từ bậc thánh Tư Đà Hàm thì bắt đầu làm giảm nhẹ dục ái và sân, và đến bậc thánh A-la-hàm đó là đoạn trừ hẳn dục ái và sân. Tức là với bậc thánh tu đà hạ A-la-hàm á, là không có còn thích sống với cái đời sống gia đình nữa, tức là không còn sống đời sống vợ con nữa.
giống như là ở trong trường hợp của thiện nam Visakha vậy. Tức là lúc mà ông nghe pháp xong mà ông chứng được thánh quả tu đồ bền rồi, đó là ông về nhà. Ngày thông thường thì khi mà ông đi chùa về nghe pháp về thì bà vợ ông ra đón, rồi hai vợ chồng nắm tay nhau vừa nói chuyện vừa cười gì đó thì đi vào. Nhưng ngày mà ông nghe pháp xong chứng được thánh quả tu đồ bền, lúc mà ông về nhà mà bà vợ ra nắm tay là ông không cho nắm. Dạ, ông cho nắm. Dạ. Rồi ông cũng nói với bà vợ đó là nếu mà muốn về nhà để lập gia đình thì ông cũng cho phép. Còn nếu mà không muốn về nhà lập gia đình thì có thể sống ở tại đây, ở tại gia đình của ông. Rồi ông chỉ xin với bà đó là, tức là xin ngài ăn hai bữa cơm thôi. Tất cả tài sản đó ông đều giao cho bà. Tức là không có còn ham thích đối với vấn đề vật chất, vấn đề gia đình con cái. Do dục ái đã được đoạn tận. Thứ sáu đó là ái sắc, tức là còn dính mắc đối với cái cảnh giới mà tái sanh liên quan đến sắc pháp, thiền sắc giới chẳng hạn. Ái vô sắc thì còn dính mắc với cảnh giới tái sanh, đó là thuộc về thiền vô sắc. Rồi ngã màng. Ngã màng ở đây tức là sự so đo, thí dụ như là người ta hơn mình thì nói là người ta hơn mình, hoặc là người ta hơn mình nhưng mà cho là người ta bằng mình, hay là người ta hơn mình thì cho rằng người ta thua kém hơn mình chẳng hạn, thì đó là ngã màng. Ngã màng này chúng ta thấy là đương nhiên cái người phạm, nếu mà người phạm phu mình á thì cái ngã màng nó thô lỗ lắm. Nhưng mà nếu mà nói đến bậc thánh, tại ngã màng này thuộc về năm thường phần kiết sử, tức là thuộc về các kiết sử bậc tế, đến bậc thánh A La Hán thì mới đoạn trừ được. Cho nên nếu mà các bậc thánh mà còn ngã màng á thì cái đó nó cũng rất là bi tế, nó không phải giống như người phàm phu mình. Dạ. Rồi phong vật. Dạ, phong vật. Cái phong vật này ví dụ các tử mình mới tu thiền đó, mình cứ khi ngồi thiền hay bị phóng tâm, cái đó chuyện đó là bình thường. Dạ, tại vì cái phong vật này đó, đến bậc thánh A La Hán thì mới đoạn trừ được. Thì huống chi mình là người phàm phu mà ngồi tập thiền mà bị phóng vật chi phối, đó là cái đó là một vấn đề bình thường, không có gì cả. Dạ. Rồi 10 đó là vô minh, ông biết cha vô minh thì đến bậc thánh A La Hán thì cũng mới đoạn trừ được. Dạ, tức là đoạn trừ được hoàn toàn á. Vô minh thì đến bậc thánh A La Hán thì mới đoạn trừ được hoàn toàn. Dạ. Thì trong 10 điều kiết sử này á, nếu mình tính theo tâm tham, tâm sân, tâm si á, nếu mà ra là 10, nhưng mà nếu mình gom lại thì nó chỉ là tham sân si. Thì chúng ta thấy là nếu mà tham đó là chúng ta thấy có là thân kiến, dục ái, ái sắc, ái vô sắc, ngã màng. Năm chi này đó là thuộc về tham. Còn giới cấm thủ, sân hận, đó là thuộc về sân. Rồi hoài nghi, phong vật và vô minh, đó là thuộc về si, đó là ba chi thuộc về si. Nói là 10, thật ra đó là nó vẫn từ cái pháp gốc, đó là tham sân si. Nhưng mà ở một cái mỗi trường hợp thì nó thô tế khác nhau. Thô tế khác nhau. Thí dụ như là tham mà nằm ở trong thân kiến thì đó là trong tâm tham mà hợp tà, trong bốn tâm tham hợp tà. Nhưng mà tham mà
cái ngã mạn nó nằm ở trong tâm tham á, thì nó chỉ là trong tâm tham mà ly tà, chỉ trong tâm tham ly tà thôi. Mặc dù nó là, nếu mà cái gốc thì nó vẫn là tham, nhưng mà nó cái cấp bậc của nó cũng khác nhau. Rồi đó là chúng ta nói về cái phần liên quan đến tu tập và sự đoạn trừ các phiền não. Thứ tư đó là chứng đắc đạo quả. Sau khi đã đoạn trừ các phiền não từ bậc thấp đến bậc cao, thì lần lượt đó là vị hành giả sẽ chứng đắc được đạo quả. Đạo quả, và đây đó là lộ tâm đắc sơ đạo của người trì căn và người lợi căn, tức là cái lộ tâm cuối cùng á, cuối cùng để người ta chứng đắc được được thánh quả, thì nó cũng bắt đầu bằng cái đó là hậu kiếp rung động, hậu kiếp dứt chồng và tâm khai ý môn, chuẩn bị cần hành thuận thứ chuyển tộc. Các tâm này là từ chuẩn bị cần hành thuận thứ chuyển tộc, nó đều là tâm đại thiện hợp trí, đều là tâm đại thiện hợp trí. Sau đó là tâm đạo, chữ A chấm ở đây là tâm đạo. Sau tâm đạo đó là hai sắc na tâm quả, rồi trở lại cái trạng thái tâm bình thường, là lúc bây giờ người ta đã trở thành bậc thánh. Tức là để trở thành bậc thánh thì chỉ khởi lên một cái lộ trình tâm như thế này, rồi sau đó là trở lại cái lộ trình tâm bình thường, giống như là một người bình thường. Chỉ khác là sao? Các phiền não đã được đoạn trừ. Còn ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày thì trong nghe ngửi, thấy nghe ngửi nếm đùng gì đó thì tâm vẫn sanh lên, lộ trình tâm vẫn sanh lên bình thường. Còn ở đây thì của người lợi căn, tức là người có trí nhạy hơn một tí, thì nó cắt bớt đi một giai đoạn thay vì phải chuẩn bị, thì ở đây nó chỉ là khai ý môn, cận hành thuận thứ chuyển tộc, tâm đạo, sau đó là tâm quả, bù lại thì ba sắc na tâm quả. Thì đó là cái chứng đắc đạo quả. Cái phần này phần giải thích thêm cho mình thôi, tức là nếu mà vị hành giả chứng đắc được sơ đạo hay là tu đồ bằng đạo, thì đoạn trừ được ba kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Còn nếu mà hành giả tu tập đắc được đạo quả cao hơn, tức là tư đà hàm, a na hàm và a la hán, thì cái lộ trình tâm nó khác nhau một tí. Thì ta thấy là cũng là hậu kiếp, rung động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị cần hành thuận thứ. Nhưng mà đây nó không phải là chuyển tộc, tại cái chuyển tộc đó là từ người phàm phu sang bậc thánh, nhưng mà bây giờ là đã bậc thánh rồi, cho nên cái lộ trình, cái chữ chỗ này nó không phải là chuyển tộc nữa, mà nó là tâm tiến bậc. Tiến bậc tức là từ bậc thấp tiến lên một bậc cao hơn nữa. Thì ở đây từ tiến bậc này thì nó có thể là tư đà hàm, a na hàm hoặc là a la hán, tức là lộ trình tâm nó diễn ra giống nhau. Lộ trình tâm dưới thì của người lợi căn, tức là người có trí tuệ nhạy bén hơn. Phần này chúng ta sẽ học chi tiết sau cái phần học hết phần tâm này, thì chúng ta sẽ học phần lộ trình tâm, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu thêm rõ hơn. Bậc thánh tư đà hàm tu đồ bờ ngày nãy thì đoạn trừ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ rồi. Tư đà hàm thì giảm nhẹ được thêm đó là dục ái và sân, giảm nhẹ dục ái và sân. Rồi nếu mà a na hàm thì đoạn trừ hẳn năm cái kiết sử này, gọi là năm hạ phần kiết sử, hay là năm kiết sử thuộc về phần thô. Còn nếu mà thánh a la hán thì đoạn trừ được hoàn toàn, đó là 10 điều kiết sử.
Thì đó là phần chứng đắc với liên quan đến việc đoạn trừ các kiết sử, các kiệt não. Phần thứ tư đó là phần thứ sáu đó là tâm đạo phối hợp với tâm sở. Thì đây là 20 tâm đạo, 4 hoặc là 20 tâm đạo. Nếu mà kể 4 thì kể 4 tâm đầu từ trên xuống dưới. Kể 20 thì mình đếm ngang qua. Ngang qua. Thì tâm đạo thì chúng ta cũng liên quan đến, tại tâm đạo nó cũng thuộc về dạng tâm tịnh hảo, cho nên mình sẽ để ý đến hai nhóm tâm, hai nhóm tâm sở phối hợp. Một đó là 13 tâm sở tợ tha, 13 tâm sở tợ tha. Thứ hai đó là 25 tâm sở tình hảo, 25 tâm sở tình hảo. Mà trong 25 tâm sở tình hảo này á, vì tâm đạo đó là có cảnh nó là niết bàn, cho nên trong tâm đạo không có bi và tùy hỷ, không có bi và tùy hỷ. Tại vì bi và tùy hỷ nó là có chúng sanh là chế định. Ba giới phần đó là có trong tâm đạo, vì trong có trong tâm đạo lúc nào nó cũng có đầy đủ bát chi đạo, có đầy đủ bát chi đạo. Như vậy thì tổng quát thì ở trong tâm đạo mình có 36 tâm sở phối hợp. Trong tâm đạo thì mình có 36 tâm sở phối hợp và 23 tâm sở tình hảo, mình chỉ bỏ ra hai giới phần thôi trong tâm đạo. Thứ bảy đó là phần sự của tâm đạo. Tâm đạo thì nó chỉ làm một cái công việc duy nhất, đó là làm việc động lực. Ở trong thực này đó là mình có thân thủ. Số 8 đó là tâm đạo nương môn. Chúng ta thấy nãy trong lộ trình tâm người ta vẽ cho mình đó là tâm khai ý môn, rồi mới chuẩn bị cần hành thuận thứ chuyển tâm hoặc là tiến bật, sau đó tâm đạo và tâm quả. Thì cái lộ trình tâm đó nó chỉ sanh ở lộ ý môn, chỉ sanh ở lộ ý môn. Cho nên tâm đạo là nhất định đó là phải nương ý môn, nhất định là nương ý môn. Thứ hai đó là bậc, có nhãn bậc, tỷ bậc. Nhãn vật, tỷ vật, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Thì năm tâm sơ đạo á, thì nhất định đó là nương ý vật, nhất định là nương ý vật. Là vì bậc thánh tu đồ quần á, bậc thánh tu đồ quần để tu tập chứng đắc được bậc thánh tu đồ quần á, thì chỉ có ở cõi người, cõi trời dục giới hoặc là cõi trời sắc giới, trừ năm cõi tịnh cư với lại cõi vô tưởng. Các cõi còn lại thì đều có thể tu tập chứng đắc được thánh quả tu đồ quần. Nhưng mà cho nên bậc thánh tu đồ quần, tâm đạo tu đồ quần là nhất định đó là nương ý vật. Nhưng mà từ tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, tâm đạo a la hán, là vì các tâm đạo này có thể người tu tập chứng đắc ở cõi dục giới hoặc là sắc giới, nhưng mà cũng có thể ở cõi vô sắc giới.
ở trong trường hợp mà nếu mà người tu tập chứng đắc được đạo quả từ từ tu đồ hoàng đạo trở lên, từ anaham tư đà hàm đạo trở lên, thì nếu mà cõi dục giới sắc giới thì nó nương ý vật, mà nếu mà ở cõi vô sắc thì nó không có nương ý vật. Cho nên mới nói đó là tâm năm tâm nhị đạo, năm tâm tham đạo và năm tâm tứ đạo, đó là nương ý vật bất định. Cảnh cảnh mình có 21 cảnh, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngủ, cảnh pháp, cảnh chân đế, cảnh chế định, cảnh dục giới, cảnh đáo đại, cảnh niết bàn, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh ngoại thời, cảnh nội phân, cảnh ngoại phân, cảnh nội ngoại phân. Cảnh nội ngoại phân. Thì ở đây nãy mình nói đó là ở trong phần định nghĩa mình học á, tâm siêu thế nó chỉ biết cảnh niết bàn thôi. Dạ, tâm siêu thế nó chỉ biết cảnh niết bàn thôi. Nhưng mà nó biết cảnh niết bàn á, là nó biết qua lộ ý môn. Biết lộ ý môn, mà hễ biết qua cảnh lộ ý môn á, tức là cảnh pháp, nó có cảnh pháp, nó thuộc cảnh pháp. Cho nên tâm siêu thế nó cũng biết cảnh pháp. Rồi niết bàn á, nó là cảnh, nó là pháp chân đế. Cho nên pháp tâm siêu thế nó biết cảnh được, được cảnh chân đế. Niết bàn á, nó thuộc về danh pháp. Cho nên tâm đạo á, nó biết được cảnh danh pháp. Niết bàn á, nó ngoài thời gian, tức là nó không nó lệ thuộc vào quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên tâm siêu thế nó cũng biết được cảnh ngoại thời. Niết bàn á, nó thuộc về thành phần bên ngoài. Yeah. Cho nên nó thuộc về cảnh ngoại phần. Cho nên tâm siêu thế còn biết được cảnh ngoại phần. Như vậy thì thường là người ta nói đó là tâm siêu thế thì biết được cảnh, lấy niết bàn làm cảnh. Dạ. Thì trong việc lấy niết bàn làm cảnh đó, nếu mà nói về tâm siêu thế mà biết cảnh á, nó còn liên quan đến các cảnh khác. Là ví dụ bây giờ mình lấy cảnh niết bàn là chính, thì cảnh khi mà cảnh niết bàn là gì? Niết bàn là pháp chân đế, thế là nó biết được cảnh chân đế. Niết bàn là danh pháp, thế là nó biết được danh pháp. Niết bàn là ngoại thời, thế là nó biết cảnh ngoại thời. Và niết bàn á, nó cũng thuộc về ngoại phần. Rồi biết cảnh niết bàn á, là nó qua lộ ý môn. Mà lộ ý môn thì đó là cảnh pháp. Như vậy thì cái tâm đạo nó biết được sáu cảnh. Biết được sáu cảnh. Rồi tâm đạo sinh ở hạng người. Cái này thì dễ rồi. Từ hôm đó nay mình học á, là khi mình nói đến người á, lúc nào mình cũng bỏ tâm đạo. Như ngày hôm nay thì mình không bỏ được. Ngày hôm nay mình không bỏ được. Tức là tâm tâm sơ đạo hay tu đồ hoằng đạo á, thì đó là người sơ đạo. Tâm nhị đạo hay nhất lai đạo, đó là là người nhị đạo. Tâm tam đạo hay là bất lai đạo, đó là người tam đạo. Tức là một sát na đó người ta gọi là một người. Rồi tâm tứ đạo đó là tâm A-la-hán đạo, đó là người tứ đạo. Tức là bốn sát na tâm đạo đó là bốn hạng người. Người ta phân đó, trong vi pháp người thì người ta phân theo sát na tâm hoặc là tâm tục sinh. Rồi bốn bậc thánh quả còn lại, tức là bậc thánh quả dự lưu, thánh quả nhất lai, thánh lại quả bất lai, thánh quả A-la-hán. Thì mỗi một bậc, mỗi một cái tâm quả đó
mỗi một cái tâm quà đó cũng để chỉ cho một hạng người. Cho nên ở đây mình có người sơ quả, người nhị quả, người tâm quả, người tư quả. Nhưng mà ở trong bài này thì tại vì mình đang học về về người đạo thôi, người đạo. Cho nên ở đây mình chỉ lấy nó là tâm đạo thì nó sanh ở người sơ đạo, tâm tu hoàng đạo thì nó sanh ở người sơ đạo, nhất lai đạo thì sanh ở người nhị đạo, bất lai đạo thì sanh ở người tam đạo, rồi tứ a-la-hán đạo thì sanh ở người tứ đạo. Mình chỉ lấy bốn hàng người này. Ủa, quên chứ. À đúng rồi, chỉ bốn hàng người này. À, chỉ bốn hàng người. Rồi, tiếp theo đó là phần cõi. Cõi thì nãy mình cũng có nói sơ qua rồi. Tức là khi mình nói đến bậc thánh, cái cõi mà có mặt đến các bậc thánh đó, là mình phải loại bỏ đó là bốn cõi khổ. Bốn cõi khổ này không bao giờ có bậc thánh xuất hiện. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là cõi vô tưởng. À, cõi vô tưởng thì cũng không có bậc thánh xuất hiện. À, cho nên mình bỏ ra được năm cõi. À, bỏ ra được năm cõi. Thì bây giờ mình chỉ còn lại là 26 cõi. À, 26 cõi. Trong 26 cõi này á, thì mình chỉ tính bậc thánh tu đồ hoàng đạo thôi. Còn ba bậc thánh còn lại thì có thể có cùng các cõi. À, với bậc thánh Tư Đà Hàm. Bây giờ mình nói bậc thánh Tu Đà Hoàng trước. Bậc thánh Tu Đà Hoàng thì giống như nói lúc nãy, bậc thánh Tu Đà Hoàng thì có thể từ người phàm phu có thể chứng được Tu Đà Hoàng, đó là ở cõi bảy cõi vô dục giới, rồi ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền. Ba cõi tam thiền, năm bốn cõi tam thiền, ba cõi tam thiền, xin lỗi, ba cõi tam thiền, rồi còn bảy cõi tứ thiền ở đây đó. Thì cõi vô tưởng thì nãy mình loại bỏ rồi. Năm cõi vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền chiến thiên, thiền hiền thiên và sắc cú cánh thiên á. Thì năm cõi này chỉ dành cho bậc thánh A-la-hán mà chứng được ngũ thiền. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàng không có mặt ở đây. À, bậc thánh Tu Đà Hoàng không có mặt ở đây. Như vậy thì ở cõi tứ thiền á, thì chỉ có là cõi quảng quả. Thì bậc thánh Tu Đà Hoàng có thể có mặt ở đây. À, ở cõi vô sắc thì cũng không có Tu Đà Hoàng đạo ở đây. À, Tu Đà Hoàng đạo ở đây. Tại vì ở cõi vô sắc thì không có tu tập để chứng đắc được Tu Đà Hoàng được, mà ở các cõi khác. Tại nó cần có đề mục để tu tập. À, có đề mục để tu tập. Mà các đề mục ở cõi vô sắc này thì không thể tu tập để chứng đắc được Tu Đà Hoàng. Cho nên ở bậc thánh Tu Đà Hoàng thì chỉ có thể có mặt ở tu tập chứng đắc được bậc thánh Tu Đà Hoàng đạo á, thì chỉ có mặt ở, có thể có mặt ở 11 cõi, 7 cõi vô dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền và 1 cõi tứ thiền. Như vậy thì 10 cõi, 10 với 7, 17 cõi. À, 17 cõi vui. 17 cõi vui ngụ ẩn. À, 17 cõi vui ngụ ẩn. Hoặc là 17 cõi phàm vui. Ngụ ẩn. À, bậc thánh Tư Đà Hàm đạo á, Tư Đà Hàm đạo thì có mặt thêm được ở 17, rồi có mặt thêm được ở 4 cõi vô sắc thì 21 cõi.
có mặt ở 21 cõi. Còn bậc thánh Anaham đạo á, Anaham đạo, Anaham đạo thì cũng không thể có mặt ở cõi vô phiền thiên. Nhưng mà Tư Đà Hàm đạo với Anaham đạo á, thì có mặt ở 21 cõi. Nhưng mà bậc thánh A-la-hán á, bậc thánh A-la-hán thì có mặt A-la-hán đạo thì có thể có mặt, đó là ở bây giờ mình bỏ, chỉ bỏ cái này, bốn cõi khổ và một cõi vô tưởng là năm, tức là có mặt ở 26 cõi vui hữu tâm, 26 cõi vui hữu tâm. Bốn tâm đạo phi thiền chỉ có mặt ở bốn cõi. Cái này nếu mình nói tâm đạo mà không có thiền á, thì nãy mình tính làm tính theo tâm đạo mà có thiền. Còn nếu mà tâm đạo không có thiền thì nó chỉ có mặt ở bảy cõi vui dục giới ha. Mà ở bảy cõi vui dục giới. Còn nếu mà có thiền, tâm đạo có thiền, sơ thiền, tâm đạo sơ thiền thì có mặt ở 10 cõi. Cái này người ta tính chi tiết hơn, tức là 7 cõi vui dục giới rồi 3 cõi sơ thiền. Tâm đạo mà nhị thiền, tam thiền thì xin được ở 13 cõi, là 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền. Còn tâm đạo mà sanh ở tứ thiền á, thì sanh ở 16 cõi, là 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền hoặc 3 cõi tam thiền. Bốn tâm đạo ngũ thiền á, thì sinh ở 17 cõi, đó là 7 cõi vui dục giới, 10 cõi phàm, 10 cõi sắc giới, phàm hữu tưởng, 10 cõi sắc giới, phàm hữu tưởng. Tâm đạo ngũ thiền, tâm đạo ngũ thiền, 17 cõi vui dục giới, 10 cõi sắc giới, phàm hữu tưởng. Tâm sơ đạo ngũ thiền, tâm sơ đạo ngũ thiền, tâm sơ đạo ngũ thiền thì sanh ở 17 cõi phàm, 17 cõi, trong đó 7 cõi vui dục giới là, và 10 cõi phàm sắc giới hữu tưởng. Tâm đạo, tâm nhị đạo ngũ thiền với tâm đạo ngũ thiền thì sinh ở 21 cõi. Cái này cái phần mình tính lúc nãy nè, 21 cõi phàm vui hữu tâm, 26 cõi vui hữu tâm. Còn tâm tứ đạo ngũ thiền thì sinh ở 26 cõi vui hữu tâm. Thì đó là nói về tâm đạo mà sinh ở các cõi, sinh ở các cõi. Cái phần này mình tính, em chia nó ra làm hai. Thứ nhất là nói về bốn tâm đạo mà không có thiền. Thì nếu mà không có thiền á, thì các tâm đạo đó chỉ xuất hiện ở cõi dục giới, cõi vui dục giới, tức là năm cõi vui dục giới thôi. Còn nếu mà các tâm đó mà có thiền, tâm đạo đó mà có thiền, ví dụ như nếu mà có sơ thiền thì mình tính thêm 3 cõi sơ thiền, có nhị thiền thì mình tính thêm 3 cõi nhị thiền, có tam thiền thì tính có nhị thiền và tam thiền thì có mặt thêm ở 3 cõi nhị thiền, có tứ thiền thì có mặt thêm ở 3 cõi tam thiền. Nếu mà có ngũ thiền thì có mặt thêm ở cõi quảng quả. Đó là tâm sơ đạo. Còn nếu mà các tâm đạo còn lại, tức là tâm nhị đạo, tâm tam đạo mà chứng đắc được thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì nó cũng vậy. Chỉ có bậc thánh A-la-hán thôi. Thánh A-la-hán nếu mà chứng đắc được ngũ thiền thì mình tính thêm cõi vô phiền thiên. Tính thêm 5 cõi vô phiền thiên, là 26 cõi. Cái phần cõi này nếu mà chúng ta thấy lộn xộn quá, chúng ta tính từ từ nó
ngẫm nó ra từ từ thì nó sẽ ra thôi, chứ nó không có khó. Tại người ta nói, khi mà người ta nói mà mình chưa hiểu thì mình thấy cái gì mà nó tối tăm mặt mày hết. Dạ, nhưng đến khi mình hiểu rồi thì cái này nó phân ra nó dễ lắm, không có gì không. Rồi, đó là phần tâm đạo. Tâm đạo là phần bài học ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình nghỉ sớm một tí ha, hết bài thôi nghỉ. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp phần tâm quả. Rồi xin trả mic lại cho. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học về tâm đạo siêu thế ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Đã xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy, kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ và cô chú học viên trong lớp học hồi hướng phước báu của ngày học hôm nay đến chư thiên. Akasatha japamatha devana gamahitika punyang no anumodan tuchirang rakhantu sasanam akasatha japamatha devana gamahitika punyang no anumodan tuchirang rakhantu no garo akasatha japamatha devana Gamahitika Bonyang no anumodam Tuchirang rakhan Tunyatayo Akasatha Japamatha Dekwana Gamahitika Bonyang no anumodam Tuchirang rakhan Tupanino Akasatha Japamatha Dekwana Gamahitika Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng.